Chào mừng quý khách đến với bản tin tóm tắt thị trường kinh đô quý 2 năm 2021. Doanh số bán kinh đô trong quý 2 năm 2021 đã tăng đáng kể so với quý 2 năm 2020 nhưng giảm nhẹ so với quý 1 năm 2021. Cạnh tranh giữa người mua tiếp tục gia tăng so với năm ngoái, dẫn đến giá trung bình hàng năm và hàng quý đều tăng. Có tổng số 8.793 đơn vị được giao dịch trong vùng GTA ở quý 2 năm 2021, tăng 155% so với quý 2 năm 2020, nhưng giảm 6% so với quý 1 năm 2021, sau khi dân số bán nhà chậm lại kể từ tháng 3 năm nay. Thị trường kinh đô đã được cải thiện rõ rệt trong 6 tháng qua sau thời gian chậm lại so với các thị trường nhà thấp tầng trong những tháng cuối năm 2020. Kết quả cuộc thăm dò ý kiến người tiêu dùng cho thấy khoảng 40% người mua trong năm 2021 sẽ là những người mua nhà lần đầu tiên. Đối với nhiều người mua nhà lần đầu tiên, họ sẽ hướng đến thị trường kinh đô với giá cả trong khả năng tài chính của họ. Bên cạnh đó, với tốc độ di dân và nhập cư tăng nhanh trở lại các thành phố lớn, vì vậy thị trường kinh đô sẽ tiếp tục đi lên trong năm nay. Giá bán trung bình tăng 10.8% so với cùng thời kỳ năm ngoái là 686.312. Con số này cũng tăng 6% so với quý 1 năm 2021. Nhà phân tích thị trường của Trepp cho biết thành phố Toronto chiếm gần 70% giao dịch kinh đô trong quý 2, với giá bán trung bình là 721.109 gia kim, tăng 9% so với quý 2 năm 2020. Quý 2 đánh dấu sự thay đổi của thị trường kinh đô với tốc độ tăng giá do ảnh hưởng COVID-19 và nhiều luật lệ ràng buộc đối với thị trường cho thuê ngắn hạn, nhân viên làm việc tại nhà thay vì đến văn phòng đã ảnh hưởng đến thị trường kinh đô tại trung tâm thành phố Toronto trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, với việc triển khai vaccine rộng rãi và hơn 80% dân số đã được tiêm vaccine đầy đủ, thêm vào đó là sinh viên quay trở lại trường học cũng như nhân viên quay lại văn phòng làm việc, cũng như số di dân tăng cao sau thời gian chậm lại do đại dịch COVID-19 gây ra, những yếu tố này đã thúc đẩy thị trường cho thuê cũng như nhu cầu mua kinh đô tăng lên. Tổng số giao dịch và giá bán trung bình trong quý 2 năm 2021 tăng so với cùng thời kỳ năm ngoái. Trong quý 2, tổng số bất động sản trong danh sách nhà mới đăng bán New Listing 14.437 đơn vị, tăng 64.6% so với 8.771 đơn vị của quý 2 năm 2020. Số lượng giao dịch và giá bán trung bình chi tiết cho từng khu vực như sau. Thứ nhất, khu vực Houghton có tổng số 452 giao dịch với giá bán trung bình là 661.207, so với quý 2 năm 2020 có 183 giao dịch với giá bán trung bình là 516.048. Khu vực Peel có tổng số 1.089 giao dịch với giá bán trung bình là 566.864, so với quý 2 năm 2020 có 408 giao dịch với giá bán trung bình là 513.630. Khu vực Toronto có tổng số 6.053 giao dịch, giá bán trung bình là 721.109 so với 2.485 giao dịch, giá bán trung bình là 661.327. Khu vực York có tổng số 970 giao dịch, giá bán trung bình là 655.156 so với 243 giao dịch, giá bán trung bình là 506.537. Kế đến là khu vực Durham có tổng số 190 giao dịch, giá bán trung bình là 514.177 so với 108 giao dịch với giá bán trung bình là 409.731 cùng thời kỳ năm ngoái. Cảm ơn quý khách đã theo dõi bản tin tóm tắt thị trường kinh đô quý 2 năm 2020. Khi quý khách có nhu cầu liên quan đến việc bất động sản hay liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số điện thoại 416-804-5111 hoặc chào căn nhà của team Quang Lâm để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua bán và cho thuê bất động sản. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những bản tin kỳ tới.